Thưa quý vị, theo lãnh đạo của vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính, trong tuần tới thì Bộ sẽ hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ vaccine phòng COVID-19. Quỹ này sẽ được hoạt động một cách hoàn toàn công khai và minh bạch. Trong quyết định thành lập quỹ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính quản lý nguồn tài chính của quỹ. Số thu của quỹ cũng sẽ được ghi nhận và được công khai minh bạch trên các website của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có thanh tra và kiểm toán theo quy định. Ngay khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng để sớm nhất ban hành các quy chế hoạt động của quỹ và thiết lập bộ máy quản lý. Chính phủ trong quyết định thành lập quỹ thì đã giao cho Bộ Tài chính quản lý cái tiền này. Tuy nhiên thì là chỉ Bộ Tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính cái tiền này thôi. Thế còn quyết định sử dụng thì căn cứ vào cái yêu cầu mua vaccine thì Bộ Tài chính sẽ có cái văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và trên cơ sở đó thì Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để mà mua vaccine. Hiện tại khi quy chế hoạt động của quỹ chưa được ban hành, các tổ chức cá nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế, sau đó chuyển các khoản đóng góp đó về quỹ vaccine phòng COVID-19. Mục tiêu sử dụng quỹ chủ yếu để mua vaccine hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước. Căn cứ vào yêu cầu của thực tế và căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ. Quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch.